chưa mà hơi chưa nữa tắm chưa mà nha chỉ như cái ọc ồn cho nhắm cho vô quên em ơi quên cái này vì nè thập cho tục liền nhà mọn mình thì lúc này còn nhằm kịch nè chạy hạch ban đây nè hạch à
chơi mùi sạch đám nó coi nó hả? Thế mình từng mùi từng tì nè.